Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Sơn. Và hôm nay thì chúng ta lại đến với loạt video ôn tập môn cơ sở dữ liệu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một dạng bài tiếp theo là kiểm tra phép tách có mất mát thông tin hay không. Ok, thì đề bài cho gồm một cái tập thuộc tính U này và tập các phụ thuộc hàm chờ. Thì bây giờ chúng ta phải đi kiểm tra phép tách thành ba cái bảng này này. Giờ 1, giờ 2, giờ 3 này, có mất mát thông tin hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước đầu tiên là chúng ta phải tách vế phải của các phụ thuộc hàm. Chưa? Tách vế phải của các phụ thuộc hàm. Đây tôi sẽ tách vế phải ví dụ A sẽ thành B đúng không? Thì sẽ thành A sẽ thành B và A sẽ thành C. A sẽ thành B này. A sẽ thành C. E xác định G đúng không? Giờ phải có E xác định C nữa. Xác định C nữa. B xác định E đúng không? Giờ phải có thêm B xác định H nữa. Tách vế phải nhá. AC xác định Y ok. GD xác định A rồi phải có GD xác định H nữa. GD xác định A này, GD xác định H. GD xác định G phải có D xác định G nữa. Ok, như vậy là tôi đã tách các phụ thuộc hàm rồi. Tôi lập một cái bảng gồm có các thuộc tính U là ABCDE đến G này, ABCDE đến G. Chưa? Và có họ yêu cầu tách thành ba cái quan hệ này. Giờ một này thì tôi sẽ có ba dòng tương ứng. Thì bây giờ tôi làm công việc đầu tiên là điền những cái dấu sao. Ví dụ R1 có A đúng không? Thì tôi điền dấu sao vào A. Chưa? Có B đúng không? Điền dấu sao vào B. Có E này, điền dấu sao vào E. Có Y điền dấu sao vào Y. Và có H điền dấu sao vào H. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy xem cái R2 có E, G, C được chưa? Có E này. Có G này. Có C này. Và tôi phóng to cho các bạn nhìn nó rõ. Và có DAG đúng không? R3 thì có D này. A này. G. Ok, giờ bây giờ tôi sẽ làm thực hiện cái thuật toán là kiểm tra phép tách có mất mát thông tin hay không. Các bạn để ý này. Ví dụ ở đây tách vế phải các phụ thuộc hàm ấy. Đây có A xác định B đúng không? Tôi xem A xác định B này. Các bạn để ý nhé. Cột A phải ít nhất là có hai dấu sao trở lên đã. Nếu mà A xác định B thì cột A phải có ít nhất có hai dấu sao trở lên. Một dấu sao là không được tính. Ok. Một dấu sao thì ta không làm nữa. Nhìn thấy hai dấu sao ta mới làm tiếp. Chưa? A xác định B này. A có hai dấu sao này. Chưa? B cũng phải có ít nhất là một dấu sao thẳng hàng với một dấu sao ở bên cột A tương ứng. Ví dụ đây cần có hai dấu sao nhá. B này có một dấu sao thẳng hàng với một dấu sao bên A mà đấy nhá. Thì ta sẽ điền được vào dấu sao vào cái ô còn lại để cho nó tạo thành hình chữ nhật này, các bạn để ý chưa? Hay là tạo điền vào ô thiếu đó, chưa? Điền vào cái ô mà đối diện với cái dấu sao còn lại đây, ví dụ như đây nhá. Đây là lần làm bằng thứ nhất. Thì tại sao tôi điền được vào đây? Chưa? Ta có này. A xác định B. Lên điền được. Chưa? Dấu sao vào cột B dòng 3. Đó. Tiếp theo ta lại xét tiếp các phụ thuộc hàm A xác định C. A đây, C đây. Ta không điền được vào đúng không? Ta bỏ qua, E xác định G. E đây, G đây ta điền được vào dấu sao vào đây này. Chưa? Đây là lần thứ nhất. Thì này, đây này. Ta có này. E xác định G. Lên điền được dấu sao vào cột G. Cột G dòng 1 đây như các bạn để ý nó tạo thành E ít nhất phải có hai cái đấy nhá. G có một này. Thẳng hàng với cái này thì ta điền được vào cái còn lại được chưa? Đó. Tiếp theo là chúng ta đến cái E xác định C. E đây, C đây ta điền được vào đây đúng không? Sao này? Tôi đánh dấu một là để làm bằng lần một nhá, làm bằng lần một. Ok. Là để biết lần duyệt đầu tiên tôi điền được vào đâu. Chưa? Dòng 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ điền được ta có này. E xác định C. Nên điền được vào E đây, xác định C đây nên điền được vào cột C dòng 1. Điền dấu sao
C cộng 1. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét tiếp đến cái B xác định E. B đây, E đây không không điền được vào đúng không? B xác định H. B này xác định H ta không điền được vào, bởi vì đây là lần một ta không được tính nhá. Phải dấu sao mà phải ta đang duyệt lần đấy thì có số 1 này, ta sẽ không, ta đang duyệt lần 1 thì sẽ không được dùng dấu sao mà ta vừa điền được để xét, được chưa? Ta phải dùng những dấu sao nó có sẵn từ trước đó, chưa? Lần làm bằng 2 thì ta sẽ xóa số 1 này đi và coi như là dấu sao lần 1 là lần trước đó. Thì như vậy là ta xét tiếp sang B xác định H không được đúng không? B H không được. AC xác định Y đúng không? A đây, C đây, không có. Nếu mà hai cái thì phải hai cái cả cùng thằng hàng. Ví dụ ở đây có một cái này là không được nhé. Đây số 1 là không được rồi. Nhưng mà nếu ví dụ tôi mà xóa cái số 1 này đi thì đây đây một cái đúng không? Nhưng mà cái này phải có thêm một cái đây nữa thì mới hai cái đúng không? Phải có hai cặp mà. Đây tôi điền trả lại số 1. Chưa? GD xác định A. G đây, D đây, tương tự cũng không lấy được. D xác định G, D xác định G, D có một cái thôi nên là D bỏ hết. Thì như vậy là sau khi làm bằng lần 1 ta được một cái bảng như thế này. Ok, giờ tôi copy nó paste xuống đây để làm bằng lần 2. Tôi sẽ copy cái phụ lục hàm xuống đây cho dễ nhìn, bởi vì là cái màn hình máy tính của tôi nó có giới hạn về cái độ khung nhìn. Chứ đi thi các bạn không được viết lại cái F này nhé, tôi để đây cho nó dễ nhìn thôi. Thì làm bằng lần 2 ta sẽ xóa hết cái số 1 này đi. Các bạn vẽ lại cái bảng này và không điền lại dấu sao nhưng mà xóa hết dấu 1 đi nhá. Làm bằng lần 2 thì ta lại xét tiếp A xác định B. A xác định B không điền được vào. A xác định C. A xác định C. A xác định C ta điền được vào dấu sao vào đây đúng không? Sao đây lên 2 này. Đây. Vì A này xác định C nên ta điền dấu sao vào cột C vòng 3. Ok. E xác định G đúng không? E này G đây không điền được vào đúng không? E C. E đây C không điền được vào. B đây, E đây. Ta điền được vào đây đúng không? Sao này? Đây là lần 2 đúng không? Vì B xác định E. Nên ta điền dấu sao vào cột E vòng 3. Ok, B xác định H. B đây, H đây, nhìn này thẳng hàng này. Thẳng hàng này. B có hai cái nhá, B ít nhất phải có hai cái đã. Đây thẳng hàng một cái, một thẳng hàng sẽ điền được thêm vào đây. Đây lần 2. Ok. Như vậy là B xác định H. Nên ta điền dấu sao vào cột H dòng 3. Tiếp tục AC xác định Y. A đây, C đây không điền được vào đúng không? Bởi vì là nó lệch này. Lệch nhau chưa? Hai cái nhưng mà lệch. GD xác định A. G này. D đây. Không xác định được không? D một cái bỏ. Được. Như vậy là sau khi làm bằng lần thứ hai ta được như thế này. Tôi sẽ copy lại cái này để làm bằng lần thứ ba. Ok. Ồ, chữ này màu đỏ rồi. Làm bằng lần 3. Bây giờ tôi sẽ đi làm bằng lần thứ 3. Tôi sẽ copy cái phụ lục hàm xuống đây để cho nó dễ nhìn thôi nhá. Cho nó nhỏ đi. Cho nó dễ nhìn thôi chứ các bạn không được viết lại đâu. Làm bằng lần 3 thì tôi sẽ xóa những cái số 2 của cái lần 2 đi nhá. Thì coi như nó là như lần 1 luôn. Đó. A xác định B đúng không? Không điền được vào này. A xác định C đúng không? A C đây không điền được vào. E G. E đây G đây thì ta điền được vào đây đúng không? Đây là lần thứ 3 nhá. Ta có này, E xác định G. Nên ta điền dấu sao vào cột G vòng 3. E xác định G. E xác định C này. E đây C đây đúng không? B xác định E nhá. B E không điền được. B sang H. B đây, H đây không điền được bởi vì nó hết chỗ điền rồi. AC sang Y. A đây, C đây, A đây, C đây thêm Y đây đúng không? Thì ta điền được vào đây đúng không? Bởi vì này, các bạn để ý. A này, C này.
ít nhất phải có hai cặp nhé, tại vì đây nó hai thì ít nhất phải có hai cặp. Thêm y này thì ta điền vào đây. Đây lần thứ ba ta có AC xác định y nên ta điền dấu sao vào cột cột y dòng 3. Ok, GD xác định A, G đây, D đây, không xác định được không? Đó, thì như vậy là làm bằng lần thứ ba ta chỉ điền được này thôi. Tôi sẽ copy lại cái bảng này, làm bằng lần thứ 4. Làm bằng lần thứ 4 này thì tôi sẽ xóa những cái lần 3 đi. Đó. Thì giờ tôi sẽ kiểm tra là có mất mát thông tin hay không. Này, A xác định B. A xác định B không điền được vào dấu sao nhá. A xác định C này. A này, C không điền được. E G này. E đây G đây không điền được. E C này. E đây C đây không điền được. BH này. D đây H đây không điền được. AC xác định Y cũng không điền được nữa. Và GD xác định A, G không D. Đó thì như vậy là sau khi ba lần làm bằng trên nhân lần thứ tư ta chỉ kiểm tra lại phát nữa. Làm bằng 4 gọi là sau khi xét tất cả các phụ thuộc hàm ta không thể bổ sung dấu sao. Và bảng ta không thể bổ sung được dấu sao vào bảng thì vậy là bảng này ta thấy có một dòng toàn sao nhờ. Tôi chú thích đây là dòng R3 nhá. Vậy phép tách trên không mất mát thông tin. Giờ phép tách trên bảo toàn không mất mát thông tin nhá. Ok, như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn làm xong cái dạng bài kiểm tra phép tách có mất mát thông tin hay không. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn có thể like, subscribe hoặc là xem những cái video khác về những cái môn học khác, ví dụ như là lập trình hay là những cái môn kiến trúc máy tính hay cơ sở dữ liệu, thì các bạn có thể xem ở trên kênh YouTube của tôi. Cảm ơn các bạn.